Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay mình đọc được một cái comment rất là hay luôn. Để mình đọc cho anh em coi ha. Một cái comment của một bạn đóng góp những comment phía dưới nè, để cho anh em mình am hiểu về xe hơn á, là anh Minh ơi của bạn Zach cái gì? Zach Jackson Nguyễn. Anh Minh ơi, anh có thể làm video nói về những món đồ chơi cần lên cho xe phân khối lớn không anh? Người mới chơi và người chơi lâu năm khác như thế nào? Em biết tùy người, nhưng anh có thể xin tham khảo ý kiến góc nhìn từ Minh. Nó nghĩa là bạn nó muốn xin tham khảo ý kiến góc nhìn từ Minh á. Thì nói sao ta? Thì sẵn cái này thì mình sẽ làm một cái clip cho anh em là những cái món đồ mà anh em khi mà anh em mới mua xe mô tô về, anh em sẽ lên liền. Thì mình sẽ đúc kết từ nhiều người bạn mình chơi và những anh em mua xe bên mình đó, mình sẽ đúc kết cho anh em ra một cái ý chung ha. Thì bữa nay thì dịch bệnh tiếp tục giãn cách tới 15 tháng 9 luôn, dài luôn anh em, là rất là anh em mình chắc lâu lắm mới gặp lại nhau á, cho nên bây giờ làm clip anh em mình sàm xí chơi ha. Đó thì cái món đầu tiên mà anh em nghĩ đến là anh em nghĩ đến cái món gì? Thì mình nghĩ đến là cái chống đổ. Đầu tiên là cái chống đổ. Thì để mình nói về cái chống đổ, hầu như những chiếc xe ở đây là đều có chống đổ. Và mục đích của người lên cái chống đổ là để cho chống đổ. Đúng không? Chống đổ là để cho chống đổ. Thì thực chất cái chống đổ này nó có rất là nhiều cái hay. Thứ nhất á, là nó sẽ giúp cho chiếc xe mình á, nó có bề ngang ra chút xíu. Thì khi mà anh em dắt xe để xe siêu thị hay là bất kỳ nơi đâu á, thì cái chống đổ này nó sẽ hạn chế người ta làm xước vô đây. Người ta làm xước vô đây thì cái chống đổ này nó đưa ra ngoài một xíu. Và khi xe anh em lỡ dắt xe anh em chợt ngã hay là cái gì đó thì cái chống đổ này nó sẽ chịu lại. Thì chống đổ thì nó cũng có rất là nhiều loại. Chống đổ xịn, chống đổ dởm, chống đổ mất tiền, chống đổ CNC, rất là nhiều loại anh em có thể tham khảo trên mạng. Thì dù xe được trang bị chống đổ, mình vẫn nhắc anh em rằng là mình có chống đổ thì mình vẫn phải chạy an toàn cho đúng. Nói chung là chạy trong cái giới hạn mình hết mức có thể nha anh em. Khi mà anh em té xuống á, ở tốc độ cao á, thì 100 cái chống đổ nó cũng không có cứu anh em được. Và cái chống đổ này khi anh em mà chạy ở tốc độ cao mà anh em té xuống thì nó sẽ là hại hơn là không có chống đổ nha anh em. Cái đó là nhiều anh em chơi người ta chia sẻ, khi mà lên chống đổ mà anh em té xuống là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái chống đổ này chỉ có lợi khi anh em đi kiển, anh em ngã đồ này nọ, dắt xe ngã rồi thì nó rất là có lợi. Nhưng mà khi chạy tốc độ cao thì nó sẽ gây là gọi là tác dụng ngược đó anh em. Tác dụng ngược, nó sẽ không có cho mình an toàn nữa. Đó là về cái chống đổ mà anh em thường lên là điều đầu tiên ha. Nói dài quá. Rồi tiếp theo là những cái món cơ bản anh em lên, đó là sẽ là bảo vệ các nước. Cái bảo vệ các nước này là anh em hay lên nhất, tại vì anh em sợ đi đường gạch đá nó băng vô rồi dơ sình nữa. Nhưng mà cái bảo vệ các nước thì đúng là nó có bảo vệ gạch đá nó không bay vô được. Nhưng mà khi anh em đi đường bùn sình á thì anh em phải về, anh em phải tháo cái các nước, cái bảo vệ các nước ra rồi anh em vệ sinh sạch sẽ. Chứ không anh em mà để trong đó lâu năm là nó sẽ gây là tác dụng phụ anh em. Có nghĩa là ví dụ anh em đi mà anh em không có tháo ra rửa thường xuyên á thì tác dụng phụ có nghĩa là bùn đất nó bám trong đó lâu năm thì nó khỏi tản nhiệt luôn, nó sẽ gây ra tình trạng là xe mình nó sẽ mau nóng. Cho nên anh em lưu ý là khi mà lên các nước, bảo vệ các nước nha, thì mình phải ở sạch nha anh em. Lên bảo vệ các nước là phải ở sạch đó, chứ không thôi là tác dụng ngược. Rồi cái tiếp theo nữa đó là từ dòng sport tới dòng mà nách kịch. Ở bên mình thì anh em hay gọi là dòng một số anh em kêu là dòng nắc, một số anh em kêu là sờ nách đó. Còn kêu tiếng Anh kêu khó kêu quá anh em, tiếng Anh kêu nách kịch đồ khó kêu quá. Thì anh em sẽ lên điều đầu tiên đó là cái chiếc kính chắn gió. Anh em có để ý không, dù là dòng sport hay là dòng nách thì anh em vẫn lên kính chắn gió. Thì kính chắn gió cũng có rất là nhiều loại. Thì mình thấy cái điều đầu tiên là kính chắn gió nha. Khi mà nắng xuống là nó bảo vệ được cái đồng hồ của mình. Kính cao cao vậy nè, đồng hồ của mình nó đỡ nắng. Rồi thứ hai là nó đẹp,
thứ ba là cản gió thì mình thấy nó cản cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà khi mà anh em bắt mà không đúng thì chạy nó sẽ rung, nên là anh em phải bắt đúng nha, anh em phải lưu ý những cái món này. Rồi thì một cái món đồ chơi nữa mà anh em cần lên để coi anh em mới chơi thì anh em cần lên cái gì nữa. Mình thấy thì bảo vệ ốp lốc máy đồ nè, anh em hay lên nè, mấy cái bảo vệ ốp lốc máy nè, rồi móc treo đồ nè, rồi bao tay cho nó êm hơn, anh em nào thích thì lên bao tay cho nó êm hơn, rồi anh em nào thích màu mè thì lên ốp titan. Rồi có nhiều anh em theo cái gu là không thích kính chiếu hậu hai bên thì anh em lên kính gù. Có rất nhiều đồ chơi nhưng mà thấy đa số những anh em mới chơi thì anh em lên những cái món đó, những cái món cơ bản như vậy đó. Mình đang nhìn để mình coi thử có món gì em. À, có một cái mình sẽ lưu ý, mình sẽ nói với anh em cái này mình sẽ nói với anh em, đó là anh em đâu rồi ta, đây, đó là anh em mua xe về anh em hay lên món đồ chơi, đó là cái bát biển số. Theo cái suy nghĩ của mình đó nha, thì không có cái nào xịn bằng cái zin, cái dè zin á, nó rất là chắc chắn và nó chắn được bùn. Và có nhiều anh em lên những cái bát biển số này nè, nó đẹp, nhưng mà lên mình phải chịu khó, mình hay coi siết ốc đồ lại nha. Và đặc biệt cái như trên tay mình cầm là không bao giờ lên, không bao giờ lên, tại bởi vì nó rất là mỏng và nó rất là dễ hư, và nó rất là dễ rớt biển số nha anh em, nó rất là dễ rớt biển số và nhìn nó rất là yếu ớt. Thì anh em hãy lựa những cái loại xịn một xíu để gắn lên, để tránh trường hợp là anh em một ngày đẹp trời là xe anh em không có còn cái biển số nữa, nó rớt đã mất tiêu rồi. Cái này là nhiều anh em chơi xe là bị lắm, cho nên cái này là sẵn tiện là mình sẽ lưu ý cho anh em luôn. Rồi, một cái đó là những cái mà cơ bản mà những anh em mới mua. Một cái điểm nữa là anh em hay mắc phải, đó là cái chắn bùn mà anh em trên mạng hay kêu là cái đồ giữ bùn, cái đồ gạt xịt. Thì cái đó có những loại xịn mà loại theo xe giống như MT09 đồ này nọ thì nó xịn, còn những loại anh em mua lô ở ngoài á thì chắc chắn rồi, nó rất là cùi bắp. Và đi á, cái đó mình thấy cũng không có cần thiết đâu, nó rất là rườm rà và khi anh em đi á nó rất là dễ dính những cái gì vô, rồi sắt nó không có tốt, anh em đi nó rất là dễ gây tai nạn cho anh em á nha. Cái chắn bùn đó, cái chắn bùn đó mình thấy thì cũng không nên lên cho lắm, trừ khi anh em nào mà đi trong thành phố chơi á, đi dạo phố, đi trong thành phố Hồ Chí Minh, đi gần á nha, thì mình gắn là cho nó theo thể thích anh em gắn cho đẹp được. Nhưng mà đi tour là nên cất nó ở nhà, đi tour là không nên gắn nó đó. Thì đó là những cái món cơ bản nhất mà anh em hay lên. À còn nữa, đó là những cái miếng dán chống trượt bình xăng, rồi những cái gọi ta miếng dán ốp bình xăng cho đỡ chày rồi đó. Đó là những cái cơ bản làm những anh em lên. Còn anh em nào mà biết thì đóng góp thêm bên dưới, tại vì bây giờ mình nói trực tiếp thì nó sẽ không có đầy đủ ý kiến. Cũng là một phần anh em cộng đồng mình chơi chung nhau, mình đóng góp ý kiến thêm. Rồi thì những anh em trình cao hơn, có nghĩa là anh em chơi xe càng lâu hơn thì cái đầu của anh em càng ngày càng ma lanh đó, càng rành hơn rồi, tuổi trẻ trải sự đời rồi. Còn cái kia là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhiều khi mình lên đồ tùm lum tà la. Còn bây giờ tới lúc là mình trải sự đời nè, mình sẽ nâng cấp lên nó là gì. Nhiều anh em sẽ lên là dây dầu xịn nè, rồi heo Rambo nè, heo dầu xịn nè, rồi anh em lên carbon nè, lên đèn nè, rồi rất là nhiều vân vân, và anh em lên trợ lực nè. Và đặc biệt một cái món mà anh em không thể thiếu mà tan nát tuần làng nghỉ sớm, đó là cái bô. Cái bô đó thì sau lưng đây mình rất là nhiều bô, mình sẽ quay cho anh em xem về những cái bô và anh em lên như thế nào. Và bô thì có nhiều loại lắm, bô mà anh em hay nói với nhau đó là lên súng xe, lên súng chưa đó. Đó thì rất là nhiều loại bô tùy theo anh em thích sở thích tiếng nó như thế nào, trầm ấm hay là chét chú SC tan nát tình làng nghỉ sớm hay là Akamovic, rất là nhiều loại bô, hàng riêu có, hàng phách có đó. Thì sẵn đây mình nói luôn về cái đống vấn đề hàng riêu và hàng phách. Thường thường thì xe mắc tiền, xe mấy trăm triệu thì anh em lên hàng riêu là đúng rồi. Nhưng đối với những dòng xe rẻ tiền giống như mà GXX, R15, những dòng xe mấy chục triệu đổ lại thì anh em nghĩ đi coi, anh em lên một cái tay thắng mười mấy triệu, một con heo mười mấy triệu,
rồi một cái miếng carbon 7-8 triệu thì nó có quá với chiếc xe của mình không? Thì đồng nghĩa với đó thì người ta sẽ sản xuất ra những cái món đồ nó rẻ hơn, hợp túi tiền của anh em mới tập chơi thì anh em lên cũng không có sao đâu. Trừ những cái món mà anh em mình khuyên là anh em đừng có nên lên rẻ tiền, giống như là tay con tay thắng nè đó, thì những cái món đó thì mình để zin mình đi cũng ngon, còn thôi lên mắc tiền xíu. Những cái món đó mà anh em lên tay mà 100-200 ngàn á thì lên rất là ghê và đi rất là nguy hiểm nha anh em. Có những cái món hàng sách mình không nên lên, có những món mình lên vẫn bình thường. Nó ví dụ như đèn led nè, mình lên vẫn bình thường, nó có hàng reel là cả 2-3 triệu, hàng phách là chỉ có mấy chục trăm đó, thì anh em lên bình thường đó. Và xe công suất càng cao thì ít ai mà lên hàng giả lâu nè, người ta toàn lên hàng real không à. Nó lên Hell Rambo này nọ, rồi anh em mà đỉnh cao hơn là có thể lên Smoky, rồi lên bi cầu rồi này nọ nè, rất là mắc tiền. Những cái món càng ngày nó càng mắc tiền đó anh em. Và một cái mà mình không thích chơi, có nghĩa là mình chia sẻ cái này là quan niệm cá nhân của mình nha, mình không thích chơi đó là xe mà độ bô xăng lửa anh em. Có nghĩa là cái quan niệm của mình chơi đánh đó anh em, có nghĩa là mua một chiếc xe 150 rồi 15 đi chẳng hạn, thì mình không có tư vấn anh em lên bô xăng lửa đó. Mình tư vấn anh em là để cái tiền đó, cái cục tiền đó mình dồn lại, mình để dành sau này mình lên 300 phân khối mình chạy, đúng không? Thay vì bây giờ mình mua một chiếc R15 giờ mình lên bô xăng lửa thì xe đi nó cũng không có ngon bằng xe zin. Bây giờ xe R15 lên bô xăng lửa mà sao bằng chiếc Ninja 300, chắc chắn là không bằng. Nhưng mà sau này mình bán lại nó lại mất giá được. Nó là một chuyện đó, sau này bán lại xe mất giá mà tốn tiền mất giá, thay vì để cục tiền đó để xe zin lên Ninja 300. Ninja 300 lên 650, 650 lên 1000 lên xe khác. Còn mình, cái quan điểm cá nhân của mình là mình không thích mà đôn xe bô xăng lửa rồi này nọ. Thấy nhiều anh em mua xe bên mình cũng lên bô xăng lửa, mình cũng nói là quan điểm cá nhân của mình là không thích là vậy. Còn những anh em thích thì vẫn chơi bình thường. Tại vì mình khuyên luôn là cái đó là sở thích của mình. Mình có tiền mình chơi, mình cảm thấy vui là được. Còn cái này mình chỉ nói trên cái cương vị là cái quan điểm cá nhân của bản thân mình, cho nên anh em không có cần mà để ý tới nha. Có nhiều anh em lên rồi lóc cái gì Ducati thì có lên bể cá nè, lên bô titan nè, cổ bô titanium nè, đó những cái món mắc tiền mà những anh em chơi lâu. Để mình lấy xuống cho anh em xem đó. Đây cổ bô titan nè đó, anh em thấy chưa, rất là đẹp. Và một cái cổ như gì á, cái cổ này cổ với 8, một cái cổ gì rất là mắc và nó rất là nhẹ luôn anh em đó. Một móng tay này, cổ như gì là từ 10-20 triệu không á anh em. Nó rất là mắc luôn anh em à. Để đây chụp tấm hình thumbnail. Đó, thì những anh em chơi lâu dài là tự động có gọi là bài học xương máu hả, phải không ta, gọi là chơi dài chơi lâu á thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và mình sẽ biết là xe mình nên lên những món gì món gì. Và anh em khi mà anh em mua xe bên Minh thì qua này Minh sẽ có thể tư vấn cho anh em. Anh em cần lên cái gì rồi cái gì, Minh có thể đi lên giùm cho anh em luôn vẫn được. Có nghĩa anh em để xe ở đây rồi Minh sẽ lên cho anh em. Anh em yêu cầu cái đó Minh sẽ lên cho anh em. Còn những xe mình bán ra nó có sẵn thì thôi, tốt đúng không? Chủ trước người ta lên là thôi, còn chủ chưa lên thì anh em mua xe mới cũng được, anh em mua xe ở ngoài cũng được. Và anh em chạy qua đây anh em mình cà phê giao lưu, ngồi rửa xe thì anh em muốn lên cái gì thì ở đây Minh với lại mấy đứa em Minh sẽ tư vấn cho anh em. Và những anh em chơi xe ở đây nữa, những anh em chơi xe ở quận 6 đó gần gần đây thì anh em sẽ tư vấn thêm cho anh em qua đây chơi rất thoải mái, là mình sẽ học hỏi thêm nhiều cái thôi. Mình cũng tự học hỏi từ những anh em thôi chứ không có phải là mình cao siêu hay có kinh nghiệm gì đâu. Thì mình chơi xe từ từ mình sẽ rành nè. Quan trọng là mình thích là được. Một cái nữa là đó là lớp xe mà anh em lên vỏ càng xịn là đi càng sướng nha. Anh em lên vỏ càng rẻ tiền, cái vỏ càng rẻ tiền á thì nó sẽ lâu mòn nha. Kỳ vậy á, bên đi mình cảm giác là cái rõ càng rẻ tiền nó sẽ lâu mòn, tại đâu bám đường đâu, chạy rất là trơn, đường trời mưa là thắng dễ quẩy đeo cá. Còn cái vỏ càng mắc tiền càng xịn luôn là đi nó sẽ mau mòn hơn, bởi vì nó bám bường đường và đi rất là tốt, đi rất là bốc và thắng rất là đã luôn anh em. Anh em mà đi vỏ xịn với vỏ tốt là ok liền. Và còn rất là nhiều món đồ chơi mà lên xe tao nói là kể ra là kể cả ngày không hết luôn anh em. Cho nên mình chỉ tóm gọn như đó thôi, đó là những cái món mà mình nên lên cho xe mình. Còn một cái nữa đó là đề can. Đề can nó cũng là một phần là nó thể hiện cái cá tính của cái người chơi xe.
của mình. Thì những người người ta mua chiếc xe về á, đã là chạy mô tô đã là cá tính rồi. Khi người ta mua chiếc xe về là người ta muốn cái xe mình phải khác biệt với những chiếc xe zin. Thì người ta sẽ dán những lớp đề can hoặc là dán tên mình trên đó. Đề can anh em cũng phải lựa đề can uy tín nha. Bởi vì mình lưu ý với anh em là khi anh em dán đề can mà thợ không có tay nghề á, người ta sẽ dán nó sẽ bị hư cái đề can, hư cái sơn nè. Thứ hai là nó sẽ tháo ra, nó sẽ gãy bát rồi này nọ, hư mũ rồi nè. Rồi khi mà lột ra thì cũng sẽ bị hư sơn. Nói chung là phải tìm đề can uy tín và mình thiết kế cái bộ đề can theo cái sở thích của mình và những cái món đồ chơi. Thì thông qua cái clip này thì gửi tới anh em chơi xe là chúc anh em nhiều sức khỏe nè. Rồi anh em cứ chơi đi. Cái mà mình muốn gửi gắm tới anh em là anh em cứ chơi đi, lên đồ gì cũng được, miễn là mình cảm thấy thỏa mãn cái bản thân của mình, mình cảm thấy mình thích cái món đồ đó thì mình lên. Đồ giả cũng được, đồ fake cũng được, nói quỳ vốn vậy, đồ giả cũng được mà đồ real cũng được, cảm giác thì mình cảm giác mình thích thôi. Đối với những anh em mà xe để chạy cà phê đó, thì anh em lên ba cái đồ dởm á mà anh em cảm thấy đẹp, vàng vàng xanh xanh á thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà một lời khuyên chân thành với anh em hay đi tour á thì anh em lên đồ xịn giùm mình đó. Còn anh em mà thích để chân hay là anh em lâu lâu chạy ra cái uống cà phê thì anh em lên cái đồ thường cũng được, không sao nha anh em. Đó là điều mà mình gửi gắm tới anh em đó. Và chúc anh em cộng đồng chơi xe mình càng ngày sẽ càng lớn mạnh sẽ nhiều anh em rành về xe hơn và chia sẻ những kiến thức hay để mình lên mình còn coi nữa chứ. Đó thì đó là những gì mình chia sẻ lại cho anh em xem kênh. Về cái mùa dịch này rảnh rỗi quá có biết làm gì đâu anh em, ngồi nói chuyện liên thiên với anh em để anh em còn nhớ mặt, chứ không thôi vài bữa nữa anh em ra, anh em không ra clip, cái vài bữa ra gặp ủa Minh Maker là ai là, bạn là ai, Minh Maker là ai quên nhau luôn, lâu quá mà nghỉ dịch lâu quá là lú luôn. Thì anh em nào mà biết những cái gì mà mình còn nên lên cho xe thì anh em có thể comment bên dưới, và muốn mình làm về cái clip gì nữa thì hãy comment bên dưới, mình sẽ cố gắng làm cho anh em. Và mình hứa là qua dịch là sẽ có nhiều dự án làm clip hay cho anh em. Còn bây giờ trong dịch là chỉ có mấy clip ngồi nói sàm sàm gì với anh em thôi, không có thể làm hơn gì được nữa luôn á anh em. Không có thể làm hơn nữa, ra đường không có được, mà ở trong nhà cũng không xong. Mình có thể nói là cái khu của mình không biết làm sao. Này tâm sự thiệt với anh em, là có nghĩa là người ta cấm không có cho ra đường nè, thứ nhất nè, và người ta không có mở cửa siêu thị luôn. Bây giờ cũng không biết là sống làm sao nữa, mua đồ ăn thôi nữa. Và không có ai đi chợ hộ, cái đó là tâm sự. Không có người tới phát đồ giống như ở trên mạng mà anh em coi người ta phát đồ ăn đâu. Đó, không có quân đội rồi tới phát hết đó, thực sự luôn. Là bây giờ mình đang ăn cơm, mì tôm và còn những cái trứng, mình ráng cầm cự và có thể mình sẽ lên mình coi thử có ship không, thì sẽ nhờ tìm ship. Chứ hầu như là mình có chưa thấy là ai quân đội, bộ đội hay là phiếu đi chợ hộ gì hết. Mấy ngày trước thì còn ok, tại bởi vì mấy ngày trước mình còn ra Bách Hóa Xanh, mình đứng mình xếp hàng mình chờ để mình mua một số đồ dùng thiết yếu. Còn bây giờ là những cái chỗ đó là đóng cửa hết luôn và chúng ta không thể ra ngoài được đó. Nó rất là khó khăn, hiện tại thành phố đang khó khăn. Và mình cũng không trách nữa, tại vì bây giờ dịch mà mình phải tự lo cho mình thôi. Chứ bây giờ lên than quản trách nhà nước này nọ thì nó cũng như không à. Nhiều người ngoài kia người ta còn khổ, người ta còn khó khăn hơn mình nữa, nhưng mà biết sao được, giờ sống trong cái xã hội này phải chấp nhận thôi anh em. Đó rồi, thôi cảm ơn anh em nha. Anh em xem clip thấy xàm thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình Biker. Cảm ơn anh em rất là nhiều và mình chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua cái mùa dịch này, rồi anh em mình chúng ta sẽ gặp nhau và mình sẽ cố gắng tổ chức một chuyến tour để anh em mình giao lưu với nhau và đi ngắm những cung đường và cùng nhau là những người kết nối anh em lại với nhau, gần nhau hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm chơi xe hơn. Đó, chân thành cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ cho mình trong những năm qua ha.